Sự việc xảy ra trong một gia đình tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Được biết đối tượng là ông Trương, 36 tuổi, bố của nạn nhân Lạc Lạc, 5 tuổi. Đối tượng từng có lịch sử bạo hành gia đình, thường xuyên nghiện rượu, không có việc làm. Vì gia đình không có nguồn thu nhập ổn định, nên chị vợ phải ra ngoài làm ăn kiếm tiền, trong khi ông ta ở nhà trông con trai Lạc Lạc. Tuy nhiên, ông ta tối ngày say xỉn, hễ say là đem nhốt Lạc Lạc trong phòng, một mình lang thang bên ngoài. Hung khí gây án. Khoảng thời gian nghỉ hè năm nay, vì ghét con trai thường xuyên làm ồn, ông ta bắt đầu nảy sinh ý đồ giết con. Vì thế, ngày 23 tháng 8 năm 2019, họ Trương ra ngoài chợ mua sẵn rượu về để nhà chuẩn bị. Khoảng 12 giờ đêm ngày 31 tháng 8, Lạc Lạc lại bắt đầu làm ồn, thậm chí còn không nghe lời, làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của bố. Không chịu được, họ Trương đứng dậy dùng giải trói chân tay, dùng khăn bịt mồm Lạc Lạc, nhấn nạn nhân xuống nền nhà, rồi cầm rượu gây án vào phần cổ và sau gáy của nạn nhân. Nạn nhân thường xuyên bị nhốt trong phòng. Hiện đối tượng đã bị bắt giữ vì tội cố ý giết người. Sau khi tiến hành điều tra thu thập chứng cứ, đồng thời tiếp thu ý kiến của nạn nhân cùng người đại diện pháp luật, tòa án cho rằng nạn nhân chịu tổn thương nghiêm trọng về thể xác và tinh thần nhưng không nhận được bồi thường xứng đáng, đồng thời vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể chi trả chi phí điều tra, vì thế tòa án đã chuyển hồ sơ sang truy tố trách nhiệm dân sự. Vụ án vẫn đang trong quá trình tiếp nhận và xét xử. Theo dân viên.